Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Trong chương 4 thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ba nội dung chính. Nội dung chính thứ nhất đó là hàm số y bằng ax bình phương. Trong đó điều kiện hệ số a của chúng ta là khác không? Nội dung chính thứ hai chúng ta đã cùng nhau học đó là phương trình bậc 2 một ẩn ax bình cộng với bx cộng với c bằng 0. Trong đó hệ số a của chúng ta khác không? Từ đó chúng ta có công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn để cùng nhau đi giải phương trình bậc 2. Và nội dung chính thứ ba đó là hệ thức VS và ứng dụng. Hệ thức VS và ứng dụng. Thì trong buổi ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau ôn luyện các dạng bài đã cùng nhau học ở chương 4. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau vào giải quyết bài 54. Đó là yêu cầu vẽ đồ thị của hai hàm số y bằng 1/4 x bình phương và y bằng trừ 1/4 tất cả bình phương trên cùng một hệ trục tọa độ. Thì muốn vẽ được một đồ thị của hàm số thì bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi lập bảng giá trị. Đối với hàm số y bằng 1/4 x bình phương, chúng ta sẽ lấy giá trị x bằng âm 2. X bằng âm 4, âm 2, 0, 2 và 4. Với x bằng âm 4 thì chúng ta tính ra được y. Y của chúng ta khi đó sẽ là bằng 4. Với x là bằng âm 2 thì y là bằng 1, x là bằng 0, y là bằng 0. Chúng ta sẽ lấy 5 điểm. Dựa vào bảng trên chúng ta sẽ lấy 5 điểm. Có tọa độ đó là âm 4, 4. Điểm thứ hai là âm 1, 1, âm 2, 1. Gốc tọa độ O, 0, 0. Điểm có tọa độ 2, 1. Và điểm cuối cùng là 4, 4. Chúng ta nối 5 điểm đó với nhau sẽ được đồ thị hàm số y bằng 1/4 x bình phương. Nối 5 điểm đó, ta sẽ được đồ thị hàm số. Ta được đồ thị hàm số y bằng 1/4 x bình phương. Đối với hàm số thứ hai đó là y bằng 1/-1/4 x bình phương, chúng ta sẽ lấy các giá trị x đó là âm 4, âm 2, 0, 2 và 4. Từ đó chúng ta sẽ tính được các giá trị y tương ứng. Đó là âm 4, âm 1, 0, âm 1, âm 4. Trên mặt phẳng tọa độ chúng ta cũng sẽ lấy 5 điểm. Trên mặt phẳng tọa độ ta lấy 5 điểm. Ta lấy 5 điểm. Có tọa độ đó là âm 4, âm 4. Điểm thứ hai đó là âm 2, âm 1. Gốc tọa độ O, 0, 0. Điểm có tọa độ là 2, âm 1. Và điểm cuối cùng đó là 4, âm 4. Nối 5 điểm đó với nhau, ta sẽ được đồ thị hàm số y bằng 1/-1/4 x bình phương. Nối 5 điểm đó, ta được đồ thị hàm số. Y là bằng trừ 1/4 x bình phương. Dựa vào đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ đồ thị của hai hàm số trên như sau. Đây chính là hình ảnh đồ thị của hai hàm số đã cho. Ý A đó là qua điểm B có tọa độ là 0, 4, kẻ đường thẳng song song với trục OX. Nó sẽ cắt hàm số y bằng 1/4 x bình phương tại hai điểm M và M phẩy, yêu cầu tìm hoành độ của điểm M và M phẩy. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định tọa độ của điểm B. Điểm B có tọa độ là 0, 4, tức là điểm này sẽ thuộc trục OI, trục tung. Đây chính là điểm B. 0, 4. Từ điểm B, chúng ta kẻ một đường thẳng song song với trục OX. Kẻ một đường thẳng song song với trục OX.
và đường thẳng này sẽ cắt đồ thị hàm số y bằng 1/4 x bình phương tại hai điểm m và m phẩy. Đây sẽ là điểm m và đây là điểm m phẩy. Và yêu cầu đề bài đó là tìm hoành độ của điểm m và điểm m phẩy. Thì dựa vào đồ thị của hàm số, chúng ta thấy hoành độ của điểm m chính là bằng 4, hoành độ của điểm m phẩy là bằng -4. Ý A, đường thẳng qua B có tọa độ là 0,4 và song song với trục OX. Cắt đồ thị y bằng 1/4 x bình phương. Tại hai điểm là m và m phẩy. Từ đồ thị ta có, dựa vào đồ thị chúng ta xác định được hoành độ của điểm m. Hoành độ của điểm m chính là bằng 4 và hoành độ của điểm m phẩy là bằng -4. Ý B, tìm trên đồ thị của hàm số y bằng trừ 1/4 x bình phương điểm n có cùng hoành độ với m và điểm n phẩy có đúc cùng hoành độ với điểm m phẩy. Để làm được ý này thì chúng ta sẽ từ điểm m và m phẩy, chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng song song với trục OY và cắt đồ thị hàm số y bằng trừ 1/4 x bình phương tại hai điểm n và n phẩy. Từ một điểm m kẻ một đường thẳng song song với trục OY. Đường thẳng này sẽ cắt đồ thị hàm số y bằng trừ 1/4 x bình phương tại một điểm, chúng ta gọi là điểm n. Từ điểm m phẩy chúng ta kẻ một đường thẳng song song với trục OY. Đường thẳng này sẽ cắt đồ thị hàm số y bằng trừ 1/4 x bình phương tại điểm n phẩy. Dựa vào đồ thị thì chúng ta sẽ xác định được tọa độ của điểm n và điểm n phẩy. Cụ thể tọa độ điểm n đó là bằng 4 -4, tọa độ của điểm n phẩy đó là -4. Ý B, từ điểm m và điểm m phẩy. Kẻ đường thẳng song song với trục OY. Cắt đồ thị y bằng trừ 1/4 x bình phương. Tại hai điểm n và n phẩy. Đề bài yêu cầu đường thẳng n n phẩy có song song với trục OX không? Vì sao? Thì thứ nhất đó là chúng ta có tứ giác m m phẩy n phẩy n là hình chữ nhật. Vì tứ giác m m phẩy n là hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì sẽ có cạnh đối song song và bằng nhau. Do đó chúng ta sẽ suy ra được n n phẩy sẽ song song với đường thẳng m m phẩy, mà đường thẳng m m phẩy của chúng ta lại song song với trục OX. Đây là theo ý A. Kết hợp hai điều này lại thì chúng ta sẽ suy ra đó là đường thẳng n n phẩy song song với trục OX. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm tung độ của điểm n và n phẩy. Tìm tung độ của điểm n và điểm n phẩy.
Thì từ vẽ chúng ta sẽ suy ra được tọa độ của điểm N và N phẩy. Từ hình vẽ chúng ta sẽ suy ra điểm N sẽ có tọa độ đó là 4, âm 4. Điểm N phẩy sẽ có tọa độ đó là âm 4, âm 4. Như vậy tung độ của điểm N và điểm N phẩy bằng nhau và đều bằng âm 4. Suy ra tung độ của điểm N và N phẩy đều bằng âm 4. Đều bằng âm 4. Cách thứ hai đó là sẽ bằng tính toán theo công thức. Tính toán theo công thức. Thì do điểm N có hoành độ bằng với hoành độ của điểm M, xN bằng xM và cùng bằng 4. Vậy thì chúng ta sẽ tính được IN. IN của chúng ta sẽ là bằng trừ 1/4 nhân với xN tất cả bình phương. Chúng ta sẽ thay vố vào. Như vậy là bằng trừ 1/4 nhân với 4 bình phương và bằng âm 4. Thứ hai đó là hoành độ của điểm N phẩy sẽ bằng hoành độ của điểm M phẩy và cùng bằng âm 4. Do đó chúng ta tính được tung độ của điểm N phẩy chính là bằng âm 1/4 nhân với xN phẩy tất cả bình phương, tức là bằng âm 1/4 nhân với âm 4 tất cả bình phương và bằng âm 4. Như vậy chúng ta tính theo cả hai cách thì chúng ta đều ra tung độ của điểm N và điểm N phẩy bằng nhau và cùng bằng âm 4. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 5 năm. Đó là cho phương trình bậc 2 y bằng x bình phương trừ đi x trừ đi 2 bằng 0. Ý A, đó là yêu cầu đi giải phương trình. X bình phương trừ đi x trừ đi 2 bằng 0. Thì đây là phương trình bậc 2 với ẩn x. Chúng ta xác định được hệ số A là bằng 1, hệ số B là bằng âm 1 và hệ số C là bằng âm 2. Chúng ta xét A trừ B cộng C. A trừ B cộng C của chúng ta chính là bằng 1 trừ đi trừ 1 cộng với âm 2 bằng 0. Thì theo hệ quả của định lý Thales, chúng ta sẽ suy ra phương trình đã cho có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất đó là âm 1, nghiệm thứ hai chính là bằng trừ C trên A. Suy ra phương trình đã cho có hai nghiệm. X1 của chúng ta sẽ là bằng âm 1, X2 sẽ là bằng trừ C trên A. Như vậy sẽ là bằng 2. Vậy phương trình đã cho sẽ có hai nghiệm là âm 1 và 2. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là âm 1 và 2. Là âm 1 và 2. Ý B đó là vẽ hai đồ thị y bằng x bình phương và y bằng x cộng với 2 trên cùng một hệ trục tọa độ. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ vẽ đồ thị hàm số y bằng x bình phương. Muốn vẽ được đồ thị của hàm số này thì bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi lập bảng giá trị. Chúng ta cho x các giá trị đó là âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3. Từ đó chúng ta sẽ tính được các giá trị y tương ứng. Đó là 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Trên mặt phẳng tọa độ thì chúng ta sẽ lấy 7 điểm. Trên mặt phẳng tọa độ. Trên mặt phẳng tọa độ ta sẽ lấy các điểm. Điểm thứ nhất của chúng ta chính là âm 3, 9. Điểm thứ hai là âm 2, 4. Âm 1, 1. Góc tọa độ O, 0, 0. 1, 1. 2, 4. Và điểm cuối cùng chính là 3, 9. Nối các điểm đó với nhau, ta sẽ được đồ thị hàm số y bằng x bình phương. Nối các điểm đó với nhau, ta được đồ thị hàm số
chúng ta được đồ thị hàm số y bằng x bình phương. Để vẽ được đồ thị hàm số y bằng x cộng 2 thì chúng ta sẽ cần xác định được hai điểm thuộc đường thẳng này. Thứ nhất, đó là chúng ta cho x bằng 0. Cho x bằng 0 thì chúng ta tính ra được y sẽ là bằng 2. Từ đó chúng ta có điểm A. Điểm A có tọa độ là 0,2 thuộc đường thẳng này. Thuộc đồ thị. Thứ hai, đó là chúng ta cho y bằng 0. Cho y bằng 0, vậy thì x của chúng ta sẽ là bằng x của chúng ta là bằng âm 2. Từ đó chúng ta có điểm thứ hai, đó là điểm B có tọa độ là âm 2,0 thuộc đường thẳng. Nối hai điểm AB với nhau, ta sẽ được đồ thị hàm số y bằng x cộng 2. Ta được đồ thị hàm số y bằng x cộng 2. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn hai đường thẳng này trên hệ trục tọa độ OXY. Thứ nhất, đó là parabol y bằng x bình phương đi qua tất cả đó là 7 điểm. Chúng ta nối các điểm đó với nhau thì sẽ được đường cong như hình vẽ trên. Thứ hai, đó là đồ thị của hàm số y bằng x cộng 2 đi qua điểm A có tọa độ là 0,2. Thì đây chính là điểm A. Điểm B có tọa độ là âm 2,0. Đây là điểm B. Chúng ta nối hai điểm đó với nhau. Như vậy chúng ta được đồ thị của hàm số y bằng x cộng 2. Đồ thị sẽ là một đường thẳng. Ý C, đó là chứng tỏ rằng hai nghiệm tìm được trong câu A là hoành độ giao điểm của hai đồ thị. Chúng ta sẽ đi lập phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị đã cho. Phương trình hoành độ giao điểm. Của hai đồ thị. Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị chính là x bình phương bằng x cộng 2. X bình phương bằng với x cộng 2. Thì chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu. Phương trình trên sẽ tương đương với x mũ 2 trừ x trừ đi 2 bằng 0. Chúng ta có hệ số A là bằng 1, hệ số B là bằng âm 1 và hệ số C là bằng âm 2. Chúng ta sẽ xét A trừ B cộng C. A trừ B cộng C của chúng ta sẽ là bằng 1 trừ đi trừ 1 cộng với âm 2 và bằng 0. Do đó chúng ta tính được hai nghiệm x1 sẽ là bằng âm 1, x2 là bằng trừ C trên A, tức là bằng 2. Thì với x1 bằng âm 1 thì chúng ta sẽ tính ra được giá trị y tương ứng. Y sẽ là bằng x1 cộng với 2, tức là bằng 1. Với x2 là bằng 2 thì y của chúng ta sẽ là bằng x2 cộng 2, tức là bằng 4. Do đó là hai đồ thị của chúng ta đã cắt nhau tại hai điểm. Điểm thứ nhất có tọa độ đó là âm 1, 1. Điểm thứ hai có tọa độ là 2, 4. Từ đây thì chúng ta kết luận được là hai cái nghiệm âm 1 và 2 cũng chính là hai nghiệm của phương trình A. Do đó hai nghiệm vừa tìm được trong câu A chính là hoành độ giao điểm của hai đồ thị. Như vậy phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị sẽ có hai nghiệm đó là âm 1 và 2. Kết hợp với ý A, chúng ta suy ra đó là hai nghiệm tìm được trong câu A chính là hoành độ giao điểm của hai đồ thị. Kết hợp ý A, ta suy ra hai nghiệm tìm được trong câu A. Hai
khai nghiệm tìm được trong câu A. Là hoành độ giao điểm của hai đồ thị. Là hoành độ giao điểm của hai đồ thị. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong bài 55. Bài 56 đó là giải các phương trình trùng phương. Thì chúng ta nhớ lại, phương trình trùng phương đó là những phương trình có dạng A nhân x mũ 4 cộng B nhân x mũ 2 cộng với C bằng 0. Trong đó hệ số A của chúng ta là khác 0. Và phương pháp để giải đối với những phương trình trùng phương đó là chúng ta sẽ đặt T bằng x mũ 2, trong đó ẩn T của chúng ta phải lớn hơn bằng 0, để chúng ta biến đổi đưa phương trình đề bài cho về phương trình mới là phương trình bậc 2 với ẩn là T. Sau đây thì chúng ta sẽ đi cụ thể vào từng ý như sau. Phương trình đầu tiên, 3 nhân x mũ 4 trừ đi 12x bình cộng với 9 bằng 0. Chúng ta gọi đây là phương trình thứ nhất. Bước đầu tiên chúng ta sẽ đặt điều kiện, đặt T bằng x mũ 2, trong đó T lớn hơn bằng 0. Khi đó phương trình 1 sẽ trở thành phương trình sau. Khi đó phương trình 1 sẽ trở thành, khi đó x mũ 4 của chúng ta sẽ trở thành t mũ 2. Do đó phương trình trên sẽ là 3 nhân t mũ 2 trừ đi 12t cộng với 9 bằng 0. Ở phương trình này hệ số A của chúng ta là bằng 3, hệ số B là bằng âm 12 và hệ số C bằng 9. Chúng ta sẽ có A cộng B cộng C. A cộng B cộng C tức là 3 cộng với âm 12 cộng với 9 và bằng 0. Điều đó chứng tỏ phương trình trên có hai nghiệm. Suy ra phương trình trên có hai nghiệm. Đây là chúng ta áp dụng các trường hợp đặc biệt của hệ thức VS. Phương trình trên sẽ có hai nghiệm T1. T1 sẽ là bằng 1, T2 của chúng ta là bằng C trên A, tức là bằng 9 trên 3 và bằng 3. Đối chiếu điều kiện ẩn T thì chúng ta thấy T1 và T2 đều thỏa mãn điều kiện. Với T1 bằng 1, với T1 bằng 1 thì chúng ta sẽ có x mũ 2 bằng 1. Vậy thì x của chúng ta sẽ là bằng cộng trừ 1. Trường hợp thứ hai đó là với T2 bằng 3. Vậy thì x mũ 2 bằng 3. Do đó x của chúng ta sẽ là bằng cộng trừ căn bậc 2 của 3. Do đó phương trình đã cho của chúng ta sẽ có 4 nghiệm, đó là cộng trừ 1, cộng trừ căn bậc 2 của 3. Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho. Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho. Của phương trình 1, tập nghiệm của phương trình sẽ ký hiệu bởi chữ S, đó là 1 âm 1 căn bậc 2 của 3 và trừ căn bậc 2 của 3. Đó chính là nội dung của ý A. Chúng ta chuyển sang phương trình thứ hai. B nhỏ, 2 nhân x mũ 4 cộng với 3 x mũ 2 trừ đi 2 bằng 0. Đây gọi là phương trình thứ hai. Bước đầu tiên, đặt T bằng x mũ 2, trong đó điều kiện ẩn T là lớn hơn bằng 0. Khi đó phương trình trên trở thành, khi đó phương trình trên sẽ trở thành 2 nhân T mũ 2 cộng với 3T trừ đi 2 bằng 0. Ở bài này chúng ta sẽ dùng công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Delta là bằng 3 mũ 2 trừ 4 nhân 2 nhân với âm 2. 3 mũ 2 là bằng 9, âm 4 nhân 2 là bằng âm 8, âm 8 nhân với âm 2 là bằng 16. Như vậy delta của chúng ta là bằng 25 và căn bậc 2 của delta chính là bằng 5. Từ đó chúng ta sẽ tìm được hai giá trị của T. T1 là bằng âm 3 cộng với 5, tất cả trên 2 nhân 2, rút gọn là bằng 1 phần 2. Nghiệm T2 là bằng âm 3 trừ đi 5, tất cả trên 2 nhân 2 và bằng âm 2. Do điều kiện ẩn T của chúng ta là lớn hơn bằng 0, do đó nghiệm T2 của chúng ta sẽ bị loại. Với T1 là bằng 1 phần 2, vậy thì x mũ 2 của chúng ta là bằng 1 phần 2. Do đó x của chúng ta sẽ là bằng cộng trừ căn bậc 2 của 1 phần 2, hay chính là bằng cộng trừ căn 2 trên 2. Ở đây chúng ta đã chụp căn thức. Như vậy nghiệm của phương trình đã cho đó là căn 2 trên 2 và trừ căn 2 trên 2. Vậy nghiệm phương trình đã cho, hay chúng ta có thể ghi là nghiệm của phương trình 2, đó là căn 2 trên 2 cộng trừ căn 2 trên 2.
Chúng ta chuyển sang cái C. X mũ 4 cộng với 5 lần x mũ 2 cộng với 1 bằng 0. Chúng ta sẽ đặt T bằng x mũ 2, trong đó điều kiện ẩn T là lớn hơn bằng 0. Phương trình trên sẽ trở thành đó là T mũ 2 cộng với 5T cộng với 1 bằng 0. Chúng ta sẽ đi tính delta. Delta lúc này sẽ là bằng 5 mũ 2 trừ đi 4 nhân 1 nhân 1 và rút gọn sẽ là bằng 21. Từ đó chúng ta tìm được hai giá trị của T. T1 sẽ là bằng trừ 5 cộng căn bậc 2 của 21, tất cả trên 2. T2 là bằng trừ 5 trừ đi căn bậc 2 của 21, tất cả trên 2. Thì chúng ta điều kiện ẩn T đó là lớn hơn bằng 0. Thì nghiệm T1 của chúng ta là nhỏ hơn 0, nghiệm T2 của chúng ta cũng nhỏ hơn 0. Từ đó chúng ta kết luận đó là không có giá trị nào của T thỏa mãn, hay phương trình đã cho của chúng ta là vô nghiệm. Từ đó chúng ta sẽ suy ra phương trình đã cho. Phương trình đã cho đó là vô nghiệm. Sau đây chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bài 27. Chúng ta sẽ biến đổi bài 27 để đưa các phương trình đã cho về phương trình bậc 2 và dùng công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc 2. Ý A, 5x mũ 2 trừ đi 3x cộng với 1 là bằng 2x cộng với 11. Chúng ta sẽ biến đổi để đưa phương trình này về phương trình bậc 2 một ẩn x. Muốn vậy thì chúng ta sẽ dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu. Chúng ta sẽ chuyển toàn bộ vế phải sang vế trái. Vậy phương trình trên sẽ tương đương với 5x bình trừ 3x cộng 1 trừ 2x trừ đi 11 bằng 0. Hay tương đương với 5x mũ 2 trừ 3x trừ đi 2x thì chính là trừ 5x, 1 trừ đi 11 là bằng âm 10 bằng 0. Để đơn giản thì chúng ta chia cả hai vế cho âm 5, cho 5. Vậy phương trình trên tương đương với x bình trừ x trừ đi 2 bằng 0. Chúng ta xác định được hệ số A là bằng 1, hệ số B là bằng âm 1 và hệ số C bằng âm 2. Ta có A trừ B cộng C. A trừ B cộng C chính là 1 trừ đi trừ 1 cộng với âm 2 và bằng 0. Do đó phương trình trên sẽ có hai nghiệm, đó là x1 bằng trừ 1, x2 là bằng trừ C trên A, tức là bằng 2. Đến đây chúng ta sẽ kết luận, vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất đó là âm 1 và nghiệm thứ hai đó là 2. Âm 1 và 2. Ý B, x mũ 2 trên 5 trừ đi 2x trên 3 sẽ là bằng x cộng 5 trên 6. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm mẫu thức chung. Mẫu thức chung ở bài này chính là bằng 30. Mẫu thức chung là bằng 30. Vậy thì ở phân thức thứ nhất, chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 6. Phân thức thứ hai nhân cả tử và mẫu với 10. Và phân thức thứ ba nhân cả tử và mẫu với 5. Vậy thì từ phương trình đã cho sẽ tương đương với 6x bình trừ đi 20x sẽ là bằng 5 nhân với x cộng 5, tương đương với 6x bình trừ đi 20x sẽ là bằng 5x cộng với 25. Đến đây chúng ta sẽ dùng quy tắc chuyển vế. Trừ đi 5x trừ đi 25 bằng 0, hay tương đương với 6x bình trừ đi 25x trừ đi 25 bằng 0. Delta của chúng ta sẽ là bằng âm 25 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân với 6 nhân với âm 25. Chúng ta sẽ dùng máy tính để cùng nhau đi tính delta. Delta của chúng ta là bằng 1225, là một số lớn hơn 0. Căn bậc 2 của delta sẽ là bằng 35. Chúng ta tìm bậc 2 giá trị của x. X1 sẽ là bằng 25 cộng với 35, tất cả trên 2 x 6, bằng 60 trên 12, hay chính là bằng 5. X2 là bằng 25 trừ đi 35, tất cả trên 2 x 6 là bằng âm 10 trên 12,
hay rút gọn đó là bằng âm 5/6. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm đó là 5 và âm 5/6. Và âm 5/6. Sau đó chúng ta nhìn sang phương trình C. Phương trình C đó là phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. Do đó để giải phương trình này, bước đầu tiên chúng ta phải đặt điều kiện cho ẩn x. Điều kiện thì là mẫu thức phải khác 0, do đó x phải khác 0 và khác 2. Điều kiện đó là x phải khác 0 và x của chúng ta phải khác 2. Sau khi đặt điều kiện thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quy đồng khử mẫu của phương trình đã cho. Chúng ta sẽ phân tích mẫu ra thành nhân tử. X mũ 2 trừ đi 2x thì chính là bằng x nhân với x trừ 2. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy mẫu thức chung của chúng ta chính là x nhân với x trừ 2. Chúng ta quy đồng khử mẫu sẽ là được x mũ 2 tất cả trên x nhân với x trừ 2 sẽ là bằng 10 trừ đi 2x tất cả x nhân với x trừ 2. Khử mẫu hai vế sẽ là được x mũ 2 bằng 10 trừ đi 2x. Chúng ta dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu, như vậy là x mũ 2 cộng với 2x trừ đi 10 bằng 0. Delta phẩy của chúng ta sẽ là bằng 1 trừ đi 1 nhân với âm 10, hay chính là bằng 11. Do đó chúng ta tìm được hai nghiệm x1 sẽ là bằng trừ 1 cộng với căn bậc 2 của 11. x2 sẽ là bằng trừ 1 trừ đi căn bậc 2 của 11. Đối chiếu điều kiện ẩn x thì chúng ta thấy hai giá trị x vừa tìm được đều thỏa mãn điều kiện. Vậy thì phương trình đã cho sẽ có hai nghiệm. Đó là âm 1 cộng trừ căn bậc 2 của 11. Phương trình thứ tư, x cộng với 0,5 tất cả trên 3x cộng 1 sẽ là bằng 7x cộng với 2 tất cả trên 9x bình trừ đi 1. Thì các em chú ý 9x bình trừ đi 1 chính là dùng hằng đẳng thức đáng nhớ số 3. 9x bình trừ đi 1 sẽ là bằng 3x cộng với 1 nhân với 3x trừ đi 1. Do đó điều kiện ẩn x của chúng ta đó là x khác cộng trừ 1/3. Điều kiện x khác cộng trừ 1/3. Khi đó từ phương trình đã cho, chúng ta sẽ suy ra đó là x cộng với 0,5 tất cả trên 3x cộng 1 sẽ là bằng 7x cộng 2 tất cả trên 3x cộng 1 nhân với 3x trừ 1. Chúng ta quy đồng mẫu thức ở hai vế thì mẫu thức chung chính là 3x cộng 1 nhân với 3x trừ 1. Do đó từ phương trình trên chúng ta sẽ suy ra x cộng 0,5 nhân với 3x trừ 1 sẽ là bằng 7x cộng 12. Ở vế trái chúng ta sẽ nhân pháo ngược ra. Như vậy là 3x mũ 2 trừ đi x cộng với 1,5x trừ đi 0,5 sẽ là bằng 7x cộng 12. Dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu, trừ 7x trừ đi 2 bằng 0. Chúng ta sẽ cùng nhau rút gọn. Trừ x cộng với 1,5x thì sẽ là bằng 0,5x. 0,5x trừ đi 7x thì chính là bằng trừ 6,5x. Trừ 0,5 trừ đi 2 thì sẽ là bằng trừ 2,5 bằng 0. Delta của chúng ta sẽ là bằng âm 6,5 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân 3 nhân với âm 2,5. Sử dụng máy tính bỏ túi thì chúng ta tính ra được delta sẽ là bằng 289 tất cả trên 4. Và bằng căn bậc 2 của delta là bằng 17/2, hay chính là bằng 8,5. Từ đó chúng ta tính ra được hai nghiệm x1 và x2. x1 sẽ là bằng 6,5 cộng với 8,5 tất cả trên 2 nhân với 3. 6,5 cộng với 8,5 chính là bằng 15. 15/6 hay chính là bằng 2,5. Nghiệm x2. x2 sẽ là bằng 6,5 trừ đi 8,5 tất cả trên 2 nhân 3
và sẽ là bằng âm 1/3. Vậy đối chiếu với điều kiện ấn x thì ta thấy là nghiệm x1 sẽ thỏa mãn điều kiện. Nghiệm x2 là bằng âm 1/3, không thỏa mãn điều kiện. Vậy thì phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất, đó là x bằng 2/5. Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất, đó là x bằng 2/5. X bằng 2/5. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ý E. Ý E đó là 2 căn 3 nhân x bình cộng với x cộng với 1 bằng căn bậc 2 của 3 nhân với x cộng 1. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi để đưa phương trình trên về phương trình bậc 2 với ẩn là x, tương đương với 2 căn bậc 2 của 3 nhân x bình cộng với x cộng với 1. Chúng ta sẽ nhân phá ngoặc này ra, sẽ thành căn 3x trừ đi căn 3 bằng 0, tương đương với 2 căn 3x bình phương. Khi đó x và trừ căn 3 nhân x chúng ta nhóm với nhau, có x là nhân tử chung. X trừ đi căn bậc 2 của 3 nhân x, 1 và trừ căn bậc 2 của 3 chúng ta nhóm với nhau, hay tương đương với 2 lần căn bậc 3 của x bình phương cộng với 1 trừ căn 3 nhân x cộng với 1 trừ đi căn 3 sẽ là bằng 0. Đến đây thì chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Delta là bằng 1 trừ đi căn 3 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân 2 căn 3 nhân với 1 trừ đi căn 3. 1 trừ căn 3 tất cả mũ 2 thì chính là bằng 1 trừ đi 2 căn 3 cộng với 3 trừ đi 8 căn 3 cộng với 24, chính là bằng 28 trừ đi 10 căn 3. 28 trừ 10 căn 3 các em có thể tách ra thành 5 mũ 2 trừ đi 2 nhân 5 nhân với căn 3 và cộng với căn 3 tất cả mũ 2, hay chính là bằng 5 trừ đi căn 3 tất cả mũ 2. Do đó mà chúng ta tính được căn bậc 2 của delta chính là bằng 5 trừ đi căn bậc 2 của 3. Từ đây chúng ta suy ra được x1. x1 sẽ là bằng căn bậc 2 của 3 trừ đi 1 cộng với 5 trừ đi căn bậc 2 của 3 tất cả trên 2 nhân với 2 căn 3, và rút gọn sẽ là bằng 1 trên căn 3, hay chính là bằng căn bậc 2 của 3 trên 3. Nghiệm x2. x2 là bằng căn 3 trừ đi 1 trừ đi 5 trừ đi căn bậc 2 của 3 tất cả trên 2 nhân 2 nhân căn 3, hay chính là bằng 2 căn 3 trừ đi 6 tất cả trên 4 căn 3. 2 căn 3 trên 4 căn 3 sẽ là bằng 1/2. 6 trên 4 căn 3 thì sẽ là bằng 3 trên 2 căn 3. Vậy phương trình đã cho sẽ có hai nghiệm. Hoặc ở đây chúng ta có thể viết đó là nhân cả từ và mẫu. Nhân cả từ và mẫu với căn 3. Đây là cách thứ nhất này. Cách thứ hai, nhân cả từ và mẫu với căn 3. Như vậy sẽ là bằng 6 trừ đi 6 căn 3 tất cả trên 12. Sau đó chúng ta rút gọn chia cả từ và mẫu cho 6 sẽ bằng 1 trừ đi căn 3 tất cả trên 2. Thì cả hai đáp số này đều đúng. Vậy thì phương trình đã cho của chúng ta có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất đó chính là căn 3 trên 3. Nghiệm thứ hai là 1 trừ đi căn 3 tất cả trên 2. Nghiệm thứ nhất đó là căn 3 trên 3. Nghiệm thứ hai là 1 trừ đi căn bậc 2 của 3 tất cả trên 2. Ý F, x mũ 2 cộng với 2 căn 2 nhân x cộng với 4 sẽ là bằng 3 nhân với x cộng với căn 2. Bước đầu tiên cô sẽ chuyển vế. Cộng với 4 trừ đi 3 nhân với x cộng với căn 2 bằng 0. Sau khi chuyển vế rồi thì cô sẽ nhân phá ngoặc ra.
Diễn pháo ngoặc ra sẽ trở thành 3x trừ đi 3 căn 2 bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ nhóm tích hợp 2 căn 2x sẽ trừ đi 3x, 4 trừ đi 3 căn 2 sẽ là bằng 0. Phương trình này sẽ tương đương với phương trình đó là x mũ 2 cộng với 2 căn 2 trừ đi 3 nhân x cộng với 4 trừ đi 3 căn 2 bằng 0. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tính delta. Delta sẽ là bằng 2 căn 2 trừ đi 3 tất cả mũ 2 trừ đi 4 nhân 1 nhân với 4 trừ đi 3 căn 2. Chúng ta sẽ phá ngoặc ra. Nó sẽ là bằng 8 trừ đi 12 căn 2 cộng với 9 trừ đi 16 cộng với 12 căn 2. Trừ 12 căn 2 cộng 12 căn 2 thì sẽ là hết. 8 cộng 9 là 17. 17 trừ đi 16 bằng 1. Và căn bậc 2 của delta sẽ là bằng 1. Do đó chúng ta tính được hai nghiệm x1 sẽ là bằng trừ 2 căn 2 cộng với 3 cộng với 1 tất cả trên 2 hay chính là bằng 2 trừ đi căn 2. Nghiệm x2. Nghiệm x2 là bằng trừ b trừ căn bậc 2 của delta trên 2a tức là bằng trừ 2 căn 2 cộng 3 trừ căn delta tức là trừ 1 trên 2a tức là trên 2 và sẽ là bằng 1 trừ đi căn 2. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất của chúng ta đó là 2 trừ đi căn bậc 2 của 2. Nghiệm thứ hai đó là 1 trừ đi căn bậc 2 của 2. Để giải được bài 58 thì chúng ta sẽ đưa các phương trình đã cho về phương trình tích. Bài 58, ý A. 1,2 nhân x mũ 3 trừ đi x mũ 2 trừ đi 0,5x bằng 0. Thì chúng ta thấy ở cả về trái, ở cả ba hạng tử đều có nhân tử chung là x. Vậy thì chúng ta sẽ đặt x ra ngoài, trong ngoặc sẽ là còn 1,2x bình phương trừ đi x trừ đi 0,2 bằng 0. Thì chúng ta biết là một tích bằng 0 khi và chỉ khi ít nhất một thừa số bằng 0. Do đó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là x bằng 0. Trường hợp thứ hai đó là 1,2x bình trừ x trừ đi 0,2 bằng 0. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải phương trình 1,2x mũ 2 trừ x trừ đi 0,2 bằng 0. Phương trình này có hệ số A là bằng 1,2, hệ số B là bằng âm 1 và hệ số C bằng âm 0,2. Chúng ta nhận thấy A cộng B cộng C. A cộng B cộng C tức là bằng 1,2 cộng với âm 1 cộng với âm 0,2 và bằng 0. Do đó phương trình sau của chúng ta sẽ có hai nghiệm. Phương trình sau có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất x1 chính là bằng 1. Nghiệm thứ hai đó là bằng C trên A bằng âm 0,2 trên 1,2 và bằng âm 1,6. Kết hợp lại thì phương trình đã cho của chúng ta có 3 nghiệm đó là 0, 1 và âm 1/6. Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm đó là 0, 1 và âm 1/6. Ý B, 5x mũ 3 trừ đi x bình trừ đi 5x cộng với 1 bằng 0. Ở bài này thì chúng ta sẽ nhóm hai hạng tử đầu tiên với nhau và hai hạng tử cuối cùng với nhau. Như vậy tương đương với 5x mũ 3 trừ đi x bình phương trừ đi mở ngoặc 5x trừ đi 1 bằng 0. Ở ngoặc đầu tiên thì có x bình là nhân tử chung, trong ngoặc sẽ là còn 5x trừ 1. Đến đây thì chúng ta nhìn thấy có 5x trừ 1 là nhân tử chung. Chúng ta đặt ra ngoài, trong ngoặc sẽ là còn x bình phương trừ 1. Một tích bằng 0 khi và chỉ khi một trong các thừa số bằng 0. Như vậy là 5x trừ 1 bằng 0 hoặc là x bình trừ 1 bằng 0. Chúng ta xét 5x trừ 1 bằng 0. 5x trừ 1 bằng 0 tức là 5x của chúng ta sẽ bằng 1. Do đó x sẽ là bằng 1/5. Trường hợp thứ hai đó là x bình phương trừ đi 1 bằng 0. Khi đó x bình phương sẽ bằng 1. Do đó x sẽ là bằng cộng trừ 1.
Vậy phương trình đã cho sẽ có 3 nghiệm, đó là 1 phần 5 và cộng trừ 1. Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm, đó là 1 phần 5, 1 và âm 1. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 59, đó là giải phương trình bằng cách đặt điểm phụ. Ý A, 2 nhân với x mũ 2 trừ 2x tất cả bình phương cộng với 3 nhân với x bình trừ 2x. Ở đây chúng ta có thể cùng xuất hiện đó là x bình trừ 2x. Vậy thì để biến đổi phương trình này đưa về phương trình bậc 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đặt ẩn T, đó là bằng x bình trừ 2x. Đặt T bằng x mũ 2 trừ 2x, khi đó phương trình trên sẽ trở thành, khi đó phương trình trên trở thành đó là 2 lần T bình, 2 lần T bình cộng với 3T cộng với 1 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2 có hệ số A là bằng 2, hệ số B là bằng 3 và hệ số C bằng 1. Chúng ta sẽ xét A trừ B cộng C. A trừ B cộng C tức là 2 trừ đi 3 cộng 1 và bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ suy ra phương trình sau có hai nghiệm, T1 là bằng âm 1 và T2 là bằng trừ C trên A. Suy ra phương trình sau có hai nghiệm, có hai nghiệm, T1 sẽ là bằng âm 1, T2 là bằng trừ C trên A, tức là bằng âm 1 phần 2. Chúng ta sẽ xét từng trường hợp một. Trường hợp đầu tiên đó là với T1 bằng âm 1. Với T1 bằng âm 1 thì chúng ta sẽ suy ra đó là x bình phương trừ đi 2x bằng âm 1. Phương trình này sẽ tương đương với x bình phương trừ đi 2x cộng 1 bằng 0. Chúng ta thấy vế trái chính là hàng đẳng thức. Vậy thì tương đương với x trừ 1 tất cả bình phương bằng 0. Thì chúng ta biết bình phương của một số bằng 0 khi và chỉ khi số đó bằng 0. Do đó phương trình trên sẽ tương đương với x trừ 1 bằng 0 hay x của chúng ta là bằng 1. Chúng ta xét trường hợp thứ hai đó là với T2 bằng âm 1 phần 2. Với T2 bằng âm 1 phần 2, vậy thì chúng ta sẽ có x mũ 2 trừ đi 2x bằng âm 1 phần 2. Chúng ta dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu, như vậy sẽ là x mũ 2 trừ 2x cộng 1 phần 2 bằng 0. Chúng ta dùng công thức nghiệm thu gọn, delta phẩy sẽ là bằng 1 trừ đi 1 nhân với 1 phần 2, hay chính là bằng 1 phần 2. Căn bậc 2 của delta phẩy, căn bậc 2 của delta phẩy chính là bằng 1 trên căn 2. Chúng ta trục căn thức thì sẽ là bằng căn 2 trên 2. Như vậy chúng ta tìm được hai giá trị của x. X1 sẽ là bằng 1 cộng với căn 2 trên 2, hay chính là bằng 2 cộng với căn 2 trên 2. X2 là bằng 1 trừ đi 1 trừ đi căn 2 trên 2, hay chính là bằng 2 trừ đi căn bậc 2 của 2 tất cả trên 2. Kết hợp lại thì chúng ta thấy phương trình đã cho sẽ có tất cả là 3 nghiệm, x bằng 1, x bằng 2 cộng trừ căn bậc 2 của 2 tất cả trên 2. Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho. Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho. Tập nghiệm của một phương trình sẽ được ký hiệu bởi chữ S. S của chúng ta sẽ là bằng 1, 2 trừ đi căn bậc 2 của 2 tất cả trên 2 và 2 cộng với căn 2 tất cả trên 2. Vậy thì phương trình đã cho của chúng ta có tất cả đó là 3 nghiệm. Chúng ta cùng chuyển sang ý B. Ý B đó là phương trình x cộng với 1 trên x tất cả bình phương trừ đi 4 nhân với x cộng 1 trên x cộng với 3 bằng 0. Thì chúng ta thấy ở đây có xuất hiện x ở dưới mẫu. Do đó bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải đặt điều kiện ấn x. Mẫu của chúng ta phải khác 0. Do đó điều kiện ấn x của chúng ta đó là x phải khác 0. Chúng ta thấy xuất hiện x cộng 1 trên x. Do đó chúng ta sẽ biến đổi, đó là chúng ta đặt T bằng x cộng 1 trên x. Đặt T bằng x cộng với 1 trên x, phương trình trên sẽ trở thành, phương trình trên của chúng ta sẽ trở thành đó là T mũ 2 trừ đi 4T
cộng với 3 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2 với ẩn t, trong đó hệ số a là bằng 1, hệ số b là bằng âm 4 và hệ số c bằng 3. Chúng ta sẽ xét tổng a cộng b cộng c. A cộng b cộng c của chúng ta chính là bằng 1 cộng với âm 4 cộng với 3, hay chính là bằng 0. Từ đó chúng ta rút ra phương trình trên có hai nghiệm, đó là t1 bằng 1 và t2 là bằng c trên a. Suy ra phương trình trên có hai nghiệm. T1 của chúng ta chính là bằng 1 và T2 là bằng C trên A, tức là bằng 3. Chúng ta sẽ xét từng trường hợp với T1 bằng 1. Với T1 bằng 1, vậy thì chúng ta sẽ rút ra đó là X cộng với 1 trên X bằng 1. Chúng ta sẽ quy đồng khử mẫu phương trình này. Phương trình này sẽ tương đương với phương trình sau. X bình phương cộng 1 tất cả trên X sẽ bằng x trên x. Chúng ta khử mẫu cả hai vế, như vậy là x bình cộng 1 bằng x. Dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu sẽ tương đương phương trình x mũ 2 trừ x cộng 1 bằng 0. Chúng ta sẽ dùng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 để giải phương trình này. Trong đó delta sẽ là bằng trừ 1 tất cả bình phương trừ 4 nhân 1 nhân 1 và bằng âm 3 nhỏ hơn 0. Khi delta nhỏ hơn 0 thì phương trình trên vô nghiệm. Chúng ta đánh dấu đây là phương trình sao. Suy ra phương trình sao là vô nghiệm. Chúng ta xét sang trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai đó là T2 của chúng ta bằng 3. Vậy thì x cộng với 1 trên x sẽ là bằng 3. Phương trình này sẽ tương đương với phương trình đó là x bình phương cộng 1 tất cả trên x bằng 3x trên x. Chúng ta khử mẫu cả hai vế, như vậy x bình phương cộng 1 sẽ là bằng 3x. Từ đó x mũ 2 trừ đi 3x cộng 1 bằng 0. Delta của chúng ta lúc này sẽ là bằng âm 3 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân 1 nhân 1. Rút gọn thì sẽ là bằng 8. Căn bậc 2 của delta, hay chính là bằng căn bậc 2 của 8, sẽ là bằng 2 căn 2. Từ đó chúng ta tính được x1. X1 sẽ là bằng 3 cộng với 2 căn 2 tất cả trên 2. Nghiệm x2 là bằng 3 trừ đi 2 căn 2 tất cả trên 2. Đối chiếu điều kiện ẩn x là phải khác không thì chúng ta thấy x1 và x2 đều thỏa mãn điều kiện. Do đó phương trình đã cho của chúng ta sẽ có hai nghiệm. Vậy tập nghiệm phương trình. S của chúng ta sẽ là bằng 3 trừ đi 2 căn 2 tất cả trên 2 và 3 cộng với 2 căn 2 tất cả trên 2. Chúng ta sẽ chuyển sang bài 60. Với mỗi phương trình sau đã biết một nghiệm đi kèm theo, hãy tính nghiệm kia. Ở bài này thì để giải được thì các em cần nhớ đến một định lý quan trọng ở trên này, đó chính là định lý VS. Định lý VS sẽ dùng cho những phương trình bậc 2 với điều kiện đó là phương trình đã cho có hai nghiệm. Tổng quát đó là xét phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0, trong đó hệ số A khác 0. Chúng ta gọi X1, X2 là hai nghiệm của phương trình trên. Khi đó theo định lý VS ta có X1 cộng X2 sẽ là bằng trừ B trên A. Trừ B trên A. X1 nhân X2 sẽ là bằng C trên A. Áp dụng điều này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài 60. Ở ý A. Ý A xét phương trình 12X bình phương trừ đi 8X cộng với 1 bằng 0. Trong đó X1 của chúng ta là bằng 1 phần 2. Theo định lý VS ta có. Theo định lý VS chúng ta sẽ có đó là X1 nhân X2 bằng C trên A, tức là bằng 1 phần 12. Đến đây chúng ta thay X1 bằng 1 phần 2 vào đẳng thức trên. Như vậy là 1 phần 2 nhân X2 bằng 1 phần 12. Từ đó chúng ta sẽ tính ra được X2 của chúng ta là bằng 1 phần 6. Bằng 1 phần 6. Như vậy nghiệm còn lại của phương trình đã cho đó là bằng 1 phần 6. Ý B. 2X bình phương trừ đi 7X trừ đi 39 bằng 0. Trong đó biết một nghiệm là bằng âm 3.
Theo định lý VS ta có đó là x1 cộng x2. X1 nhân x2 là bằng C trên A, tức là bằng -39/2. -39/2. Chúng ta thay x1 vào đẳng thức trên, như vậy là -3 nhân với x2 sẽ là bằng -39/2. Do đó x2 của chúng ta sẽ là bằng -39/2 chia cho -3, và chúng ta tính được đó là x2 là bằng 13/2. X mũ 2 cộng x trừ đi 2 cộng với căn 2 bằng 0. Trong đó có một nghiệm, đó là x bằng trừ căn bậc 2 của 2. Chúng ta vẫn áp dụng định lý VS. Theo định lý VS, chúng ta sẽ có x1 nhân với x2 là bằng C trên A. Trong trường hợp này sẽ là bằng trừ 2 cộng với căn bậc 2 của 2, mà x1 của chúng ta là bằng trừ căn 2. Chúng ta thay vào hệ thức trên, như vậy là trừ căn 2 nhân với x2 là bằng trừ 2 cộng với căn 2. x2 của chúng ta sẽ là bằng trừ 2 cộng với căn bậc 2 của 2, tất cả trên trừ căn bậc 2 của 2. Chúng ta sẽ chụp căn thức bằng cách nhân cả tử và mẫu với âm mũ âm căn bậc 2 của 2. Nhân cả tử và mẫu với trừ căn bậc 2 của 2. Như vậy trên tử sẽ là 2 lần căn bậc 2 của 2 trừ đi 2. Tất cả trên 2. Và chúng ta rút gọn chia cả tử và mẫu cho 2. Như vậy sẽ là bằng căn 2 trừ đi 1. Vậy nghiệm của phương trình đã cho đó là căn 2 trừ đi 1. Ý D. X mũ 2 trừ đi 2 mx cộng với m trừ đi 1 bằng 0. Trong đó phương trình có một nghiệm, đó là x1 bằng 2. X1 bằng 2. Ở phương trình này thì có liên quan đến ẩn m, chúng ta chưa biết cụ thể m bằng bao nhiêu. Vậy thì bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi tìm m. Vì x1 bằng 2 là nghiệm của phương trình đã cho. Vì x1 bằng 2 là một nghiệm của phương trình trên, do đó chúng ta sẽ thay x bằng 2 vào phương trình trên. Như vậy 2 mũ 2 trừ đi 2m nhân 2 cộng với m trừ đi 1 bằng 0. Tương đương với 4 trừ đi 4m cộng với m trừ đi 1 bằng 0. 4 trừ đi 1 thì sẽ là bằng 3. Trừ 4m cộng với m thì chính là bằng trừ 3m. Do đó trừ 3m của chúng ta sẽ là bằng -3. Và m của chúng ta sẽ là bằng 1. Vậy phương trình đã cho sẽ trở thành chúng ta thêm 1, thêm m bằng 1 vào phương trình đã cho. Như vậy sẽ là x mũ 2 trừ đi 2x bằng 0. Đến đây chúng ta bắt đầu áp dụng định lý VS. Theo định lý VS, ta sẽ có x1 nhân với x2 của chúng ta là bằng C trên A. Trong trường hợp này C của chúng ta là bằng 0. Như vậy x1 nhân x2 là bằng 0. Mà x1 của chúng ta là bằng 2. Như vậy là 2 lần x2 bằng 0. Và x2 của chúng ta sẽ là bằng 0. Vậy nghiệm của phương trình đã cho chính là bằng 0. Bài 61 đó là tìm hai số U và V, trong đó đã biết tổng và tích của chúng. Thì chúng ta cần nhớ đó là quy tắc tìm hai số khi biết tổng và tích. Cho hai số U và V, trong đó ký hiệu S là bằng U cộng V, ký hiệu P là bằng tích U nhân V. Thì khi đó U và V sẽ là nghiệm của phương trình. UV là nghiệm của phương trình X bình phương trừ đi SX cộng với P bằng 0. Và điều kiện để tồn tại U và V. Điều kiện để tồn tại U và V.
đó là S bình phương trừ đi 4P phải lớn hơn bằng 0. Áp dụng định nghĩa này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài 61. Đầu tiên là ý A. Ở ý A chúng ta cho U cộng V là bằng 12, tích U nhân V là bằng 28, trong đó U lớn hơn V. Từ giả thiết chúng ta sẽ suy ra U và V là nghiệm của phương trình sau. Hai số U và V là nghiệm của phương trình. Là nghiệm của phương trình. Đó là x bình phương trừ đi 12x cộng với 28 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2 và ẩn là x. Chúng ta sẽ đi tính đầu tiên, đó là delta phẩy. Delta phẩy sẽ là bằng âm 6 tất cả bình phương trừ đi 1 nhân với 28. Âm 6 tất cả bình phương là bằng 36. 36 trừ đi 28 là bằng 8. Do đó căn bậc 2 của delta phẩy chính là bằng 2 căn 2. Từ đó chúng ta tìm được x1. X1 của chúng ta sẽ là bằng 6 cộng với 2 căn 2. Và x2 của chúng ta là bằng 6 trừ đi 2 căn 2. Mà theo giả thiết thì U lớn hơn V. Do đó x1 chính là bằng U và x2 đóng vai trò là V. V mà U lớn hơn V. Mà U lớn hơn V nên U của chúng ta chính là bằng 6 cộng với 2 căn 2. Và V là bằng 6 trừ đi 2 căn 2. Chúng ta chuyển sang ý B. Ý B đó là cho tổng U cộng V bằng 3. Tích U nhân V đó là bằng 6. Chúng ta sẽ suy ra hai số U và V là nghiệm của phương trình. Là nghiệm phương trình x bình phương trừ đi 3x cộng với 6 bằng 0. Chúng ta đi tính delta sẽ là bằng âm 3 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân 1 nhân 6, tức là bằng 9 trừ đi 24. Tính ra sẽ là bằng âm 15, là một số nhỏ hơn 0. Từ đó chúng ta rút ra phương trình sau sẽ là vô nghiệm. Khi phương trình sau vô nghiệm thì chứng tỏ không tồn tại hai số UV thỏa mãn điều kiện ở bài. Không tồn tại hai số UV thỏa mãn điều kiện đầu bài. Đầu bài. Bài 62 cho một phương trình trong đó có liên quan đến tham số m, ý A đó là với những giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm. Trước tiên chúng ta nhận thấy phương trình đã cho có dạng ax bình cộng bx cộng c bằng 0, trong đó hệ số a khác 0. Như vậy đây đã là phương trình bậc 2 với ẩn là x. Điều kiện để phương trình bậc 2 có nghiệm đó là delta hoặc là delta phẩy của chúng ta phải lớn hơn bằng 0. Do đó bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tính delta phẩy. Delta phẩy của chúng ta sẽ là bằng m trừ 1 tất cả bình phương trừ đi 7 nhân với trừ m bình phương, tức là bằng m trừ 1 tất cả bình phương cộng với 7m bình phương. Thì sau đây chúng ta sẽ lập luận như sau. Chúng ta biết một số bình phương thì luôn luôn lớn hơn bằng 0. Do đó m trừ 1 tất cả bình phương sẽ là một số lớn hơn bằng 0. M bình phương lớn hơn bằng 0. Vậy thì nhân với 7, tức là 7m bình phương cũng là một số lớn hơn bằng 0. Hai số lớn hơn bằng 0 cộng vào với nhau thì tổng của chúng cũng phải là một số lớn hơn bằng 0. Vì m trừ 1 tất cả mũ 2 lớn hơn bằng 0. 7m bình phương lớn hơn bằng 0 với mọi m. Từ đây chúng ta suy ra delta phẩy là bằng m trừ 1 tất cả bình phương cộng với 7m bình phương lớn hơn bằng 0 với mọi m. Do đó phương trình đã cho của chúng ta là luôn có nghiệm. Phương trình đã cho luôn có nghiệm. Chuyển sang ý B.
Ý B đó là trong trường hợp phương trình đã cho có nghiệm, dùng hệ thức VS để tính tổng các bình phương hai nghiệm của phương trình đã cho theo M. Tổng các bình phương hai nghiệm của phương trình đã cho, tức là yêu cầu tính x1 bình phương và x2 bình phương. Chúng ta sẽ áp dụng hệ thức VS như sau. Theo hệ thức VS thì chúng ta sẽ có đó là x1 cộng x2. X1 cộng với x2 là bằng trừ b trên a. Như vậy sẽ là bằng trừ 2 m trừ 1. A của chúng ta là bằng 7. X1 nhân x2 là bằng c trên a, tức là bằng trừ m bình phương trên 7. Sau đây chúng ta sẽ biến đổi x1 bình phương cộng với x2 bình phương. Để làm xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2 thì chúng ta sẽ thêm bớt để xuất hiện hàng đẳng thức. Chúng ta sẽ cùng nhau thêm 2 lần x1 nhân x2. Thêm vào thì phải bớt đi. Thì ba số này sẽ chính là hàng đẳng thức đáng nhớ số 1 bằng x1 cộng với x2, tất cả bình phương, trừ đi 2 lần x1 nhân với x2. Chúng ta áp dụng hệ thức trên, x1 cộng x2 tất cả bình phương thì chính là bằng trừ 2 nhân với m trừ 1 tất cả trên 7 bình phương, trừ đi 2, x1 nhân x2 là bằng trừ m bình trên 7. Sẽ là bằng 4 nhân với m trừ 1 tất cả bình phương trên 49 cộng với 2 m bình trên 7. Chúng ta có thể kết thúc ở đây hoặc các em có thể tiếp tục rút gọn tiếp. Sẽ là bằng 4 nhân với m trừ 1 tất cả bình phương. Mẫu thức chung là 49. Chúng ta quy đồng tất cả trên 49. Thì đây chính là đáp số cuối cùng của bài này. Chúng ta đã biểu diễn được x1 bình cộng x2 bình theo tham số m. Bài 63 đó là một bài liên quan đến sự gia tăng dân số. Sau 2 năm thì số dân của một thành phố từ 2 triệu lên 2.020.050 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm? Thì chúng ta sẽ giả sử trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng lên x phần trăm. Giả sử trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng x phần trăm, và điều kiện ẩn x của chúng ta đó là x phải lớn hơn 0. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tính số gia tăng dân số trong năm đầu tiên như sau. Thì năm đầu tiên đó là họ có 2 triệu người. Vậy thì số dân tăng sau năm đầu tiên sau năm 1 sẽ là bằng số dân ban đầu, chính là bằng 2 triệu nhân với x. Từ đó chúng ta tính được dân số sau 1 năm. Dân số sau 1 năm thì chính là bằng 2 triệu cộng với số dân tăng thêm, tức là bằng 2 triệu cộng với 2 triệu nhân x. Tức là bằng 2 triệu nhân với 1 cộng x. Ở đây chúng ta đã đặt 2 triệu ra ngoài trong ngoặc là còn 1 cộng x. Từ đó chúng ta sẽ tính được dân số sau 2 năm. Dân số sau 2 năm của chúng ta sẽ là 2 nhân 1 cộng x. 2 triệu nhân với 1 cộng x cộng với 2 triệu nhân 1 cộng x nhân x. 1 cộng x nhân với x. Trong đó các em chú ý 2 triệu nhân với 1 cộng x thì chính là dân số của cuối năm 1, cũng chính là đầu của năm thứ 2. 2 triệu nhân với 1 cộng x nhân với x đó là dân số tăng thêm ở năm thứ 2.
Đây đóng vai trò là số người tăng thêm. Còn đây đóng vai trò là số dân ở đầu năm thứ hai. Đầu năm thứ hai. Và chúng ta sẽ tính ra đó là bằng 2 triệu nhân với 1 cộng x tất cả bình phương. Tất cả bình phương, đơn vị là người. Và theo giả thiết đó là sau 2 năm thì dân số đó là 2.020.050. Do đó chúng ta sẽ có phương trình sau. Sau 2 năm, số dân của thành phố là 2.020.050. Nên ta có phương trình đó là 2 triệu nhân với 1 cộng x tất cả bình phương. 1 cộng x tất cả bình phương sẽ là bằng 2.020.050. Và từ đây chúng ta chia cả hai vế cho 2 triệu sẽ được 1 cộng x tất cả bình phương sẽ là bằng 1.010025. Mà x của chúng ta ở đây là một số dương. Do đó chúng ta rút ra 1 cộng x. 1 cộng x sẽ là bằng căn bậc 2 của 1.010025, chính là bằng 1.0005. Do đó x của chúng ta sẽ là bằng 0.005, hay chính là bằng 0.5%. Như vậy trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó sẽ tăng thêm đó là 0.5%. Vậy trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng thêm 0.5%. Bài 64, bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị, nhưng bạn Quân đã nhầm đầu bài lại tính tích của một số dương với một số bé hơn nó là 2 đơn vị và kết quả của bạn Quân đó là bằng 120. Hỏi nếu làm đúng được bài thì kết quả đúng sẽ là bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ gọi số mà đề bài đã cho đó là bằng x. Gọi số mà đề bài đã cho sẽ là x, vì chúng ta biết x là một số nguyên dương và x là một số còn lớn hơn 2 đơn vị. Như vậy điều kiện ẩn x đó là x sẽ thuộc n sao và x phải lớn hơn 2. Dựa vào đề bài chúng ta sẽ suy ra đó là bạn Quân đã chọn số x-2 để nhân với x. Và tích của hai số này đó là bằng 120. Do đó chúng ta có phương trình đó là x nhân với x trừ 2 bằng 120. Phương trình trên sẽ tương đương với x mũ 2 trừ đi 2x bằng 120. Dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu, như vậy x mũ 2 trừ đi 2x trừ đi 120 sẽ là bằng 0. Delta phẩy sẽ là bằng âm 1 tất cả bình phương trừ đi 1 nhân với âm 120 và bằng 121 lớn hơn 0. Căn bậc 2 của delta phẩy chính là bằng 11. Do đó chúng ta sẽ tìm bậc ra hai giá trị của x. X1 sẽ là bằng 1 cộng với 11 tức là bằng 12. Và x2 là bằng 1 trừ đi 11 bằng âm 10. Chúng ta đối chiếu với điều kiện ẩn x. X của chúng ta là một số nguyên dương và lớn hơn 2. Do đó x1 là thỏa mãn điều kiện, còn x2 sẽ là biểu loại. Với x1 là bằng 12 thì chúng ta kết luận được số mà đề bài đã chọn đó là số 12.
số đề bài đã chọn là 12. Từ đó chúng ta tính tích được tích mà cần tính. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được tích của x với số hơn nó 2 đơn vị. Với số hơn nó 2 đơn vị. Tức là x cộng 4, tức là x cộng 2. Sẽ là x nhân với x cộng 2. Chúng ta thay số vào sẽ là bằng 12. 12 cộng 2 là bằng 14. 12 nhân với 14 chính là bằng 168. Vậy kết quả đúng đó chính là 168. Vậy nếu làm đúng đầu bài thì kết quả đúng sẽ là 168. Bài 65 đó là liên quan đến chuyển động của hai vật ngược chiều. Một xe lửa đi từ Hà Nội vào Bình Sơn, Quảng Ngãi, sau đó 1 giờ, một xe lửa khác sẽ đi từ Bình Sơn ra Hà Nội với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5 km/h. Hai xe sẽ gặp nhau tại một ga ở chính giữa quãng đường. Yêu cầu tính vận tốc của mỗi xe. Biết rằng đó là quãng đường từ Hà Nội đến Bình Sơn đó là dài 900 km. Bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi gọi ẩn. Chúng ta sẽ gọi vận tốc của xe lửa thứ nhất đi từ Hà Nội và Quảng Ngãi là x. Gọi vận tốc xe lửa thứ nhất. Vận tốc xe lửa thứ nhất là đi từ Hà Nội và Bình Sơn. Đi từ Hà Nội vào Bình Sơn. Bình Sơn là x, đơn vị đó là km/h, trong đó điều kiện ẩn x đó là x lớn hơn 0. Thì chúng ta biết đó là xe đi từ Bình Sơn ra Hà Nội với vận tốc lớn hơn vận tốc xe thứ nhất là 5 km/h. Từ đó chúng ta sẽ suy ra vận tốc xe lửa thứ hai. Đi từ Bình Sơn ra Hà Nội. Đó chính là bằng x cộng với 5. Đơn vị là km/h. Và theo giả thiết đó là hai xe gặp nhau ở chính giữa quãng đường. Mà chúng ta biết đó là quãng đường từ Hà Nội cho đến Bình Sơn là dài 900 km. Do đó chúng ta sẽ tính ra được quãng đường mà mỗi xe đi được. Do hai xe gặp nhau chính giữa quãng đường. Với quãng đường từ Hà Nội đến Bình Sơn là 900 km. Chúng ta sẽ suy ra quãng đường mà mỗi xe đi được. Đến khi hai xe gặp nhau. Chính là bằng 900 chia cho 2 và bằng 450 km. Từ đó chúng ta sẽ tính được thời gian mà mỗi xe đi. Từ đó chúng ta sẽ suy ra thời gian xe lửa thứ nhất đi. Cho đến khi hai xe gặp nhau. Quãng đường chính là bằng 450, vận tốc là x, đơn vị sẽ là giờ. Tương tự thời gian xe lửa thứ hai đi. Sẽ là bằng 450, tất cả trên x cộng 5. Mà theo giả thiết thì xe thứ hai đi sau xe lửa thứ nhất là 1 giờ. Như vậy chúng ta sẽ có đó là T1 trừ đi T2 bằng 1.
vì xe lửa thứ hai khởi hành sau. Khởi hành sau. Xe thứ nhất là 1 giờ. Là 1 giờ nên chúng ta sẽ có phương trình. Đó là 450 trên x trừ đi 450 tất cả trên x cộng 5 sẽ là bằng 1. Đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu thức thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quy đồng khử mẫu. Mẫu thức chung của chúng ta đó chính là x nhân với x cộng 5. Do đó từ phương trình trên chúng ta sẽ rút ra được 450 nhân với x cộng 5 trừ đi 450x sẽ là bằng x nhân với x cộng 5. Chúng ta cùng nhau nhân phá ngoặc ra. Như vậy là 450x cộng với 2250 trừ đi 450x sẽ là bằng x mũ 2 cộng với 5x. Các em chú ý đó là 450x trừ đi 450x là hết. Như vậy phương trình trên sẽ tương đương với phương trình x mũ 2 cộng 5x trừ đi 2250 bằng 0. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tính delta. Delta của chúng ta lúc này sẽ là bằng 5 mũ 2 trừ 4 nhân 1 nhân với âm 2250. Rút gọn sẽ là bằng, chúng ta cùng nhau rút gọn delta thì delta của chúng ta sẽ là bằng 9025. Căn bậc 2 của delta là bằng 95. Từ đó chúng ta tính được hai nghiệm của phương trình trên. X1 của chúng ta sẽ là bằng trừ 5 cộng với 95 tất cả trên 2 và sẽ là bằng 45. Nghiệm x2 sẽ là bằng âm 5 trừ đi 95 tất cả trên 2 và bằng âm 50. Do điều kiện ẩn x của chúng ta là lớn hơn 0, do đó nghiệm x2 sẽ là bị loại, nghiệm x1 là thỏa mãn. Từ đó chúng ta kết luận được vận tốc của mỗi xe lửa. Vậy vận tốc xe lửa thứ nhất. Vận tốc xe lửa thứ nhất chính là 45 km/h. Vận tốc xe lửa thứ hai. Vận tốc xe lửa thứ hai thì sẽ là bằng 45 cộng với 5, tức là 50 km/h. 50 km/h. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang một bài liên quan đến hình. Đó là cho tam giác ABC, trong đó biết độ dài cạnh BC là bằng 16 cm, đường cao AH là bằng 12 cm. Một hình chữ nhật MNPQ có đỉnh M thuộc AB, N thuộc cạnh AC, hai đỉnh P và Q thì cùng được thuộc cạnh BC. Yêu cầu xác định vị trí của điểm M trên cạnh AB, sao cho diện tích của hình chữ nhật đó là bằng 36 cm². Thì các em nhớ lại công thức tính diện tích của hình chữ nhật. Diện tích của hình chữ nhật sẽ là bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Và tính chất của hình chữ nhật, một tứ giác là hình chữ nhật chúng ta sẽ suy ra đó là các cạnh đối song song với nhau. Vậy thì do MNPQ là hình chữ nhật. Do MNPQ là hình chữ nhật. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được đó là MN song song với PQ. MN song song với PQ hay chính là MN song song với BC. Xét tam giác ABC. Chúng ta xét tam giác ABC có MN song song với BC. Áp dụng hệ quả định lý Thales, ta sẽ có điều như sau. Áp dụng hệ quả định lý Thales. Hệ quả định lý Thales là chúng ta đã cùng nhau học ở lớp 7 kỳ 2. Đó là chúng ta sẽ có AM trên AB. AM trên AB sẽ là bằng MN trên BC. MN trên BC. Cũng vì MN song song với PQ thì chúng ta sẽ suy ra đó là MK song song với BH. Vì MN song song với PQ, chúng ta sẽ suy ra được MK song song với BH. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được AM trên AB sẽ là bằng AK trên AH. Đây cũng chính là hệ quả của định lý Thales. Hệ quả định lý Thales.
chúng ta lần lượt đánh dấu là 1 và 2. Thì từ 1 và 2 chúng ta thấy hai tỉ số đó đều bằng nhau và đều bằng AM trên AB. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra. Chúng ta sẽ rút ra đó là AM trên AB sẽ là bằng MN trên BC và bằng AK trên AH. Và chúng ta gọi tỉ số này là bằng K. K của chúng ta là lớn hơn 0, bởi vì độ dài đoạn thẳng luôn luôn lớn hơn 0, do đó K của chúng ta lớn hơn 0. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra MN trên BC là bằng K. Vậy thì MN sẽ bằng K nhân BC. MN sẽ là bằng K nhân với BC. BC của chúng ta là bằng 16. Như vậy là bằng 16K. Thứ hai đó là AK của chúng ta. AK thì sẽ là bằng AH nhân với K. Bằng 12K. Từ đó chúng ta sẽ tính được diện tích của tứ giác MNPQ như sau. Diện tích của MNPQ. Diện tích của MNPQ sẽ là bằng chiều dài nhân với chiều rộng, tức là bằng MN nhân với NP. Chúng ta sẽ biến đổi để đưa diện tích hình chữ nhật này về biểu thị qua K. Nó sẽ là bằng MN nhân với NP thì chính là bằng với KH. KH của chúng ta lại bằng AH nhân với trừ đi AK. Chúng ta cùng nhau thay số vào. Như vậy diện tích của MNPQ, MN của chúng ta là bằng 16K, AH là bằng 12 và AK là bằng 12K. Mà theo giả thiết thì diện tích của hình chữ nhật này là bằng 36m². Mà diện tích của MNPQ bằng 36m². Từ đây chúng ta rút ra đó là 36K nhân với 12 trừ đi 12K sẽ là bằng 36. Chúng ta sẽ cùng nhau rút gọn biến đổi phương trình này như sau. 16K, 12 trừ đi 12K có nhân tử chung đó là 12. Chúng ta đặt 12 ra ngoài, trong ngoặc sẽ là có 1 trừ K bằng 36. Vì 36 chia hết trong 12, do đó chúng ta sẽ rút gọn chia cả hai vế trong 12. 16K nhân với 1 trừ K sẽ là bằng 36 chia cho 12 là bằng 3. Nhân phá phương trình này sẽ là được 16K trừ đi 16K bình phương bằng 3. Phương trình này sẽ tương đương với phương trình đó là 16K bình phương trừ đi 16K cộng 3 bằng 0. Delta phẩy sẽ là bằng âm 8 tất cả bình phương trừ đi 16 nhân 3, tức là bằng 64 trừ đi 48 và bằng 16 lớn hơn 0. Do đó căn bậc 2 của delta phẩy chính là bằng 4. Đến đây thì chúng ta sẽ tìm được hai giá trị của K1 của chúng ta. K1 sẽ là bằng 8 cộng 14 tất cả trên A, tức là trên 16, bằng 12 phần 16. Và chúng ta rút gọn chia cả từ và mẫu cho 4, như vậy là bằng 3/4. K2 sẽ là bằng 8 trừ đi 4 tất cả trên 16, tức là bằng 4/16, rút gọn là bằng 1/4. Đối chiếu điều kiện của K là lớn hơn 0 thì chúng ta thấy K1 và K2 đều thỏa mãn điều kiện của K. Vậy thì bài này sẽ có hai đáp số như sau. Đó là để diện tích hình chữ nhật MNPQ bằng 36m². Vậy để diện tích của tứ giác MNPQ bằng 36cm² thì vị trí điểm M phải thỏa mãn. Vị trí điểm M phải thỏa mãn cách thứ nhất, trường hợp thứ nhất đó là AM trên AB sẽ là bằng 3/4, hoặc là AM trên AB bằng 1/4. Bằng 1/4.
Như vậy ở chương 4 này của chúng ta đã cùng nhau học 3 nội dung chính. Nội dung chính thứ nhất đó chính là hàm số y bằng ax bình phương với hệ số a khác không. Nội dung chính thứ hai đó chính là xét phương trình bậc 2 ẩn x, công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn. Và trường hợp thứ ba, nội dung chính thứ ba chính là định lý VS và ứng dụng của nó. Chúng ta cùng nhau đã kết thúc chương 4 ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các em vào buổi sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.